Lên sóng đây anh đi ngày dân bộ hình ảnh cưới của cặp đôi thành phố Hải Phòng nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Trong hàng nghìn lượt share ăn bình luận, nhiều bạn nức nở khen bộ hình ảnh thú vị. Được chụp ở những vị trí thân quen trong thành phố nhưng bộ hình ảnh lại có những góc chụp mang lại cảm xúc lạ lẫm, khác biệt. Bên cạnh đó, diễn xuất tự nhiên ăn mềm dịu của cô dâu, chú thể cũng lôi kéo sự chú ý không nhỏ. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn tồn tại ý định rủ chồng vợ sắp cưới về đây để có thể chụp bộ hình ảnh tương tự. Những hình ảnh dễ thương của đôi trẻ. Liên hệ với anh Phạm Khắc Trường 1994, thợ ảnh chính trong ekip tiến hành bộ hình ảnh cưới này, được biết anh muốn khắc ghi cảnh đẹp quê nhà theo mới mẻ. Trước giờ, những cặp đôi quan niệm cưới phải lên thủ đô hay đi xa tự sướng cưới mới tuyệt hảo, trong khi thành phố Hải Phòng cũng có rất nhiều cảnh đẹp anh mình muốn chuyển đổi suy nghĩ đó. Lúc chụp bộ hình ảnh, mình nỗ lực tìm những nơi thân quen nhất nhưng chọn góc máy lạ nhất để tạo tuyệt hảo. Ekip đi dạo một vòng từ nhà hát lớn sang bưu điện thành phố rồi ra ga thành phố Hải Phòng. Sau đó, vừa chụp vừa tranh thủ ăn ở chợ Cát Bi rồi chiều sang hoàng hôn ở cầu Hoàng Văn Thụ, anh Trường cho hay. Bộ ảnh được tiến hành trong khoảng một ngày với cùng một thợ ảnh chính, một thợ trang điểm anh hai người hỗ trợ ánh sáng. Dù phải dịch chuyển khá vất vả, tuy nhiên khi nhận thành quả, ai cũng phấn khởi. Bọn mình chụp ở nhà hát lớn thì bị chú ý nhưng mỗi người cũng tạo đương kim hỗ trợ nên cũng suôn sẻ. Vào ga thì đảm bảo gật đầu vì tàu sắp cập bến còn ăn đâu sân bay Cát Bi thì chụp công bình luôn. Bất ngờ là khu nhà lau chùi và vệ sinh trong sân bay khi lên hình cũng rất đẹp. Cô dâu, chú thể cũng kinh ngạc khi những vị trí lên hình rất tuyệt hảo, anh không ngờ lại diễn xuất thần đến vậy, anh dí dỏm. Xem thêm về bộ hình ảnh đặc biệt.